Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Mông Cổ là một quốc gia Trung Á, giáp với Nga về phía Bắc và Trung Quốc về phía Nam và phía Đông, phía Tây giáp Kazakhstan. Mông Cổ có diện tích khoảng 1.564.115 km², lớn thứ 19 trên thế giới. Dân số nước này chỉ hơn 3 triệu người, với trên 50% là cư dân đô thị, là nước có mật độ dân cư thấp nhất hành tinh. Thủ đô Ulaanbaatar là thành phố lớn nhất của Mông Cổ, nơi sinh sống của gần 38% dân số. Phần lớn đất đai Mông Cổ không thể trồng trọt được, chủ yếu là thảo nguyên, đồi núi và sa mạc, nhưng lại giàu khoáng sản, đồng, thiếc, kẽm, vàng, wolfram, uranium và than đá. Tổng cộng có khoảng 75 khu quặng mỏ có giá trị khai thác công nghiệp. Tổng trị giá 10 khu mỏ tiềm năng nhất ước tính là 2.750 tỷ đô la Mỹ. Mông Cổ là một trường hợp kỳ lạ. Quốc gia này nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc, từng có một lãnh thổ rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại, rồi lại có lúc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước này hoặc nước kia. Nhưng cuối cùng, bao giờ người Mông Cổ cũng tìm ra lối thoát ngoạn mục để phát triển đất nước theo con đường riêng của mình. Ngược về lịch sử, vùng đất thuộc quốc gia Mông Cổ xưa kia từng bị cai trị bởi nhiều đế chế du mục như Hung Nô, Tiên Tì, Nhu Nhiên, Đột Quyết và các đế chế khác. Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn gây chiến tranh từ châu Á sang châu Âu và dựng nên đế chế Mông Cổ hùng mạnh nhất thế giới. Tiếp theo, người cháu là Hốt Tất Liệt chinh phục Trung Quốc, lập ra nhà Nguyên vào năm 1271. Sau khi nhà Nguyên sụp đổ, người Mông Cổ rút về chính quốc và thường xảy ra cuộc tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Vào cuối thế kỷ 17, toàn bộ Mông Cổ chịu sự cai trị của triều đình Mãn Thành đang làm chủ Trung Quốc thời bấy giờ. Vào năm 1911, nhà Thanh bị cách mạng Tân Hợi khai tử, Mông Cổ tuyên bố độc lập, chấm dứt 220 năm lệ thuộc Mãn Thành Trung Quốc. Ngày 11 tháng 7 năm 1921, được sự hỗ trợ của Liên Xô, quân đội nhân dân Mông Cổ đã đuổi được quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc ra khỏi Mông Cổ và chính thức tuyên bố độc lập, xây dựng mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đó, Mông Cổ chính thức bước vào kỷ nguyên Liên Xô hóa toàn diện, thậm chí chữ viết của Mông Cổ cũng dùng mẫu tự Kirill. Trong khoảng thời gian kỷ lục 40 năm, từ năm 1925 đến năm 1965, Mông Cổ đã từ một nước phong kiến với nền kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi du mục lạc hậu, trở thành một quốc gia nông công nghiệp có nền chăn nuôi khá phát triển, gần như Liên Xô hồi đó. Thời kỳ Xô Viết, Mông Cổ thường được gọi là nước Cộng hòa thứ 16 của Liên Xô. Thực tế, Mông Cổ đã thực sự trở thành một bản sao không tồi về mọi phương diện và được sự giúp đỡ toàn diện mọi mặt của Liên Xô. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ khoảng năm 1950, thủ đô Ulaanbaatar bắt đầu được quy hoạch. Các căn hộ kiểu Xô Viết đã thay thế hầu hết các khu nhà lều truyền thống Mông Cổ. Liên Xô thường xuyên tư vấn và hỗ trợ kinh phí xây dựng. Hầu hết các công trình tại Ulaanbaatar hiện nay được xây dựng trong thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1985. Vì vậy, dù đô thị Mông Cổ phát triển gần như từ số 0, nhưng nhìn chung khá khang trang. Đa số người Mông Cổ đã được chuyển đến sống trong các khu chung cư có đầy đủ điện nước và các tiện nghi tối thiểu, cũng như được sử dụng các phương tiện công cộng. Đồng thời, giống như các nước thuộc Liên Xô thời kỳ đó, giáo dục Mông Cổ phát triển vượt bậc. Trẻ em được đi học ở các trường thuộc một nền giáo dục hiện đại, bao gồm hệ thống các nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học được trang bị đầy đủ. Ở chiều ngược lại, Mông Cổ có mối quan hệ đầy ngờ vực và nghi kỵ với Trung Quốc. Dù độc lập năm 1921, nhưng mãi đến năm 1945, Mông Cổ mới được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập với tên gọi Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. Ngay sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố độc lập, Mao Trạch Đông đã tiến hành chính sách Trung Quốc hóa người Mông Cổ và bắt đầu thực thi nhiều hành động chống lại nền độc lập của Mông Cổ. Lãnh tụ Mông Cổ lúc đó là Nguyên soái, Thủ tướng Kholozin Chobosan nói với Sedenbo, Tổng bí thư Đảng Nhân dân Mông Cổ rằng dã tâm của Trung Quốc đối với Mông Cổ là không bao giờ thay đổi, nhưng vì thông lệ ngoại giao, chúng ta sẽ gửi điện mừng cho họ. Vì vậy, chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đã gửi điện mừng nhân ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại Bắc Kinh, khi tiếp đoàn đại biểu chính phủ Mông Cổ do Sedenbo dẫn đầu, Mao Trạch Đông đã nói, Trung Quốc đã áp bức Mông Cổ trong nhiều thế kỷ. Sedenbo lập tức đáp lại, người Mông Cổ chúng tôi cũng áp bức làm khổ nhân dân Trung Quốc trong nhiều năm. Tức ám chỉ việc Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ của ông đô hộ Trung Quốc gần 100 năm. Vấn đề này chúng ta không nên bàn luận nữa, nó có thể làm tất cả chúng ta đi lạc hướng. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước, hợp tác để cùng nhau phát triển. Linh cảm của Kholozin Chobosan đã đúng, chỉ mấy năm sau sự lo ngại đó đã được kiểm chứng.
Cuối những năm 1950, rạn nứt trong quan hệ Mông Cổ-Trung Quốc xuất hiện. Người Trung Quốc bắt đầu lợi dụng niềm tự hào của người Mông Cổ. Đầu những năm 1950, người Trung Quốc rầm rộ triển khai công trình xây dựng lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn ở khu tự trị Nội Mông, nơi Thành Cát Tư Hãn mất. Thời điểm này, cách mạng Trung Quốc mới giành được thắng lợi, bao nhiêu vấn đề trong nước chưa được giải quyết và phải nhận viện trợ của Liên Xô. Nhưng Trung Quốc lại khẩn trương xây lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn ở khu tự trị Nội Mông với ý đồ tạo ảnh hưởng đối với những người Mông Cổ. Cũng trong năm 1960, Sedenbo mời Chuân Lai, nhân vật số 2 tương đối ôn hòa của Trung Quốc sang thăm Mông Cổ, đồng thời tháp tùng đến thăm khu di tích lịch sử Khak Krum, cố đô của Mông Cổ. Nhân dịp này, Sedenbo nói với Chuân Lai, khi Mông Cổ bị nhà Thanh đô hộ để ru ngủ người dân Mông Cổ đang cầm vũ khí chống lại triều đình, nhà Thanh đã dùng mánh khóe tuyên bố biến cố đô Khak Krum trở thành trung tâm Phật giáo. Chuân Lai tán thành ý kiến này của Sedenbo và đáp lại, đúng vậy, thời kỳ đó triều đình Mãn Thanh luôn thực hiện chính sách này như vậy khắp mọi nơi. Sau chuyến thăm Mông Cổ của Chuân Lai, chính phủ Mông Cổ cho phép 10.000 công nhân Trung Quốc sang làm việc, xây dựng các công trình không những ở thủ đô Ulaanbaatar mà còn ở khắp mọi miền đất nước Mông Cổ. Vào năm 1973, người Mông Cổ đã đào được một miếng sắt ở độ sâu 1 mét, trên đó khắc dòng chữ Hán. Đây là lãnh thổ của Trung Quốc tại một khu vực rộng lớn phía đông Mông Cổ, cách sông Khác không xa. Đây được coi là hành động của các đặc nhiệm Trung Quốc với mục đích khi Trung Quốc và Mông Cổ xảy ra tranh chấp về lãnh thổ ở khu vực này thì miếng sắt sẽ là chứng cứ để Trung Quốc đưa ra sử dụng để đòi hỏi về lãnh thổ với Mông Cổ. Các công nhân Trung Quốc ồ ạt sang Mông Cổ từ năm 1957 và làm việc ở đây cho đến năm 1964. Trong khoảng thời gian này, người Trung Quốc không phải xây dựng mà là hoạt động phá hoại ở Mông Cổ. Trên thực tế, cơ quan an ninh của Mông Cổ đã phát hiện chính 10.000 công nhân Trung Quốc đều là quân nhân. Tất cả họ được một vị tướng mặc áo bông màu xanh chỉ huy. Khi cần thiết, các công nhân Trung Quốc sẽ gây bạo loạn có tổ chức để gây khó khăn đối với Mông Cổ. Tất cả các công trình do công nhân Trung Quốc giúp đỡ, tham gia xây dựng đều kèm theo sự độc hại. Người Trung Quốc xây dựng nhà máy thủy tinh ở quận Nalec cho thấy, các trang thiết bị của nhà máy đều là máy móc cũ được sơn lại trông như mới. Chỉ sau 2 năm hoạt động, toàn bộ máy móc bị hư hỏng hoàn toàn, buộc Mông Cổ phải thay toàn bộ trang thiết bị hoàn toàn mới nhờ sự giúp đỡ của Ba Lan. Trung Quốc đã xây dựng nhà máy nhiệt điện có công suất 4.000 kW tại thành phố Sukhibator, nhưng cũng chỉ hoạt động được 2 năm thì ngừng hẳn, buộc Mông Cổ phải thay thế trang thiết bị hoàn toàn mới nhờ sự giúp đỡ của Tiệp Khắc. Cuối những năm 1950, quan hệ Mông Cổ-Trung Quốc bắt đầu xấu đi. Người Trung Quốc bắt đầu tung tin vu khống chống lại Mông Cổ. Trung Quốc rêu rao gia đình hai vợ chồng chăn nuôi gia súc Mông Cổ chỉ có mỗi chiếc quần, luôn phiên nhau mặc chiếc quần đó. Ở Mông Cổ luôn xảy ra tình trạng trên cánh cửa căn hộ của các bộ trưởng và quan chức cấp cao Mông Cổ có ai đó đã bí mật dán mảnh giấy, trên đó viết bằng tiếng Nga: hãy loại bỏ Sedenbo, thủ lĩnh gia súc của Liên Xô. Sedenbo đã gặp những người Trung Quốc chạy khỏi cách mạng văn hóa, sử dụng họ để chống lại đặc vụ của Trung Quốc đang hoạt động ở Mông Cổ. Khi đi thăm các nông trường, Sedenbo thường gặp những người Trung Quốc và hỏi họ có nghe đài phát thanh từ Bắc Kinh không, thì được các công nhân Trung Quốc đều trả lời rằng: nghe để làm gì, chúng tôi cần phải làm việc để nuôi con em mình. Trong hai năm 1955-1956, để bình thường quan hệ Mông Cổ-Trung Quốc, phía Mông Cổ đã rút các binh lính biên phòng của mình, đưa các nhân viên dân sự đến các cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Thế nhưng quan hệ hai nước lại căng thẳng. Giữa những năm 1960, Mông Cổ lại đưa binh lính biên phòng trở lại dọc theo biên giới dài 4.700 km tiếp giáp với Trung Quốc. Các đặc vụ của Trung Quốc lại ồ ạt thâm nhập Mông Cổ. Họ đều là những người nội Mông Trung Quốc. Họ có nhiệm vụ sang định cư tại Mông Cổ, núp dưới danh nghĩa tìm kiếm người thân, kiếm công ăn việc làm nhằm xây dựng lòng tin đối với người dân bản địa. Trong trường hợp chiến tranh xảy ra với Liên Xô và Mông Cổ, thì chính những đặc vụ này có nhiệm vụ hàng đầu là phải phá hủy các công trình như các nhà máy nhiệt điện, các trạm tải điện, các cầu đường, các công trình sản xuất quan trọng. Kế hoạch được đặt ra là làm nổ tung các công trình quan trọng của Mông Cổ trong ngày đầu tiên khi chiến tranh xảy ra. Các cơ quan an ninh Mông Cổ cũng đã tìm thấy danh sách các quan chức Mông Cổ cần phải thủ tiêu từ tài liệu tình báo của Trung Quốc. Vì vậy, không còn con đường nào khác, Sedenbo ngày càng gắn bó mật thiết với Liên Xô. Vào năm 1990, do tác động của trào lưu cải tổ ở Liên Xô và Đông Âu khiến các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, Mông Cổ bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, cải tổ kinh tế chính trị.
Bản Hiến pháp công bố ngày 13 tháng 1 năm 1992 xác nhận những quyền tự do căn bản, tôn trọng nhân quyền, công lý và đoàn kết dân tộc, đưa Mông Cổ chuyển sang thể chế Cộng hòa đại nghị và kinh tế thị trường. Hiện nay, Mông Cổ có 18 chính đảng, trong đó Đảng Nhân dân Mông Cổ có truyền thống lãnh đạo lâu đời nhất đang chiếm ưu thế. Sống bên cạnh một nước nhiều tham vọng bá quyền, người Mông Cổ vẫn giữ mối nghi ngờ lãnh đạm với Trung Quốc, kể cả với người Mông Cổ đã bị Hán hóa, sinh sống tại khu tự trị Nội Mông thuộc Trung Quốc. Điều này được biểu hiện rõ nét qua luật lệ khắt khe định mức số lượng người Hoa thường trú tại Mông Cổ. Để giữ thế tồn tại với người láng giềng khổng lồ ở phía Nam, hầu hết người dân Mông Cổ đều hiểu rằng một số kết thân về kinh tế với Trung Quốc là việc tất yếu. Vì thế họ luôn luôn cảnh giác và giới hạn ảnh hưởng của Trung Quốc trong mọi hoạt động. Khác với người Nga được tôn trọng vì nhiều lý do lịch sử và văn hóa, trong đời sống thường nhật, không ít người Mông Cổ công khai bày tỏ thái độ không thích, kỳ thị đối với người Trung Quốc. Họ lo lắng bị tràn ngập bởi cơn hồng thủy di dân Trung Quốc. Đây sẽ là một cuộc xâm lăng không cần tiếng súng, nhưng có khả năng xóa bỏ đất nước. Công dân Trung Quốc sẽ bị khám xét kỹ lưỡng hơn khi đi qua các trạm biên phòng và hải quan. Hay là người Mông Cổ thường không chào đón, mặn mà với việc kết hôn với người Trung Quốc. Chỉ cần nhìn qua khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc gồm khoảng 4 triệu người Mông Cổ đang bị vây quanh với hơn 20 triệu người Hán cũng có thể tiên liệu được nguy cơ diệt chủng. Vì vậy, các tầng lớp dân chúng và chính quyền luôn bày tỏ thái độ phải giữ một khoảng cách với Trung Quốc, đồng thời cố gắng điều hòa sự giao dịch với nước này ngang tầm mức liên hệ với Nga trong sự phát triển y tế, giáo dục và cả quan hệ làm ăn. Trong quan hệ làm ăn, Trung Quốc là thị trường ưu tiên nhập khẩu than đá, đồng, vàng, các kim loại, gia súc từ Mông Cổ. Chính sách người láng giềng thứ ba đã tỏ ra có hiệu quả trong cố gắng ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Điển hình là trường hợp khai thác mỏ than ở biên giới Mông Cổ, Trung Quốc. Đầu tiên, xí nghiệp quốc doanh của Trung Quốc là Sensua muốn chiếm phần chủ quản, nhưng người Mông Cổ chỉ muốn Trung Quốc giữ phần thứ yếu. Họ dành ưu thế cho xí nghiệp phương Tây, công ty Peabody Energy của Mỹ. Giới quân sự Mông Cổ cũng biết rằng họ không đủ sức đánh trả nếu Trung Quốc gây sự. Vì vậy, trong những năm gần đây, họ nhắm đến phong trào hoạt động bảo vệ hòa bình ở hải ngoại và gắn kết giao hảo với những quốc gia khác. Kể từ năm 2003, được sự hỗ trợ của Mỹ, hàng năm Mông Cổ chủ trì tổ chức cuộc diễn tập quân sự với nhiều quốc gia thân hữu mang tên Conquest. Năm 2018, tại cuộc diễn tập kỷ niệm lần thứ 10 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 8, có sự tham gia của 14 quốc gia, gồm Mông Cổ, Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ, Indonesia, Nepal, Hàn Quốc, Tajikistan, Anh, Việt Nam. Ngoài ra, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan đều gửi quan sát viên. Do quán tính cảnh giác, người Mông Cổ cố gắng tự cung ứng trong nhiều lĩnh vực và gây áp lực buộc chính quyền đi theo khuynh hướng này. Năm 2009, sau khi biết tin chính quyền dự tính vay 3 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc để điều hòa những tác động do sự suy thoái của kinh tế thế giới, tất cả phương tiện truyền thông đại chúng nước này đều đồng loạt chống đối, lên án chính quyền đã bắn rẻ tương lai con cháu. Ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc đối với Mông Cổ là sự trao đổi thương mại. Trong đó 70% xuất khẩu là sản phẩm thiên nhiên cung cấp năng lượng hoặc nguyên vật liệu cho các nhà máy ở Trung Quốc. Đầu tư của cá nhân hoặc xí nghiệp Trung Quốc vào Mông Cổ chủ yếu là đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực khoáng sản và xây dựng. Trong thập niên vừa qua, hơn 2/3 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong số tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ đến từ Trung Quốc so với 200 triệu đô la đến từ Mỹ. Để thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, Mông Cổ đang tiến hành phát triển quan hệ ngoại giao sâu đậm với nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời cũng phát triển thương mại tương xứng với Mỹ trong tương lai gần. Chính quyền và các tầng lớp nhân dân Mông Cổ quan niệm rằng Mỹ là quốc gia thích hợp nhất giữa những quốc gia đang giao thiệp với Mông Cổ trong chính sách người láng giềng thứ ba. Hiện nay Mông Cổ vẫn ở giữa hai gọng kìm là Nga và Trung Quốc, bị kẹp chặt giữa hai quốc gia này. Giới tinh hoa Mông Cổ luôn nói đùa một cách cay đắng. Nếu không có nước Nga, Mông Cổ từ lâu đã là Nội Mông mở rộng. Còn nếu không có Trung Quốc, từ lâu Mông Cổ đã trở thành nước Cộng hòa tự trị Mông Cổ thuộc Liên bang Nga. Trong bối cảnh chính trị phức tạp tại nhiều điểm nóng của thế giới hiện nay, Mông Cổ cũng mong muốn Nga và Trung Quốc có sự giao hảo tốt đẹp để không bị vạ lầy hoặc bị áp lực lôi kéo về một phía, phá vỡ chính sách độc lập và tự chủ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp, ý kiến từ quý vị.
và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!